Xin chào các bạn và các em đến với kênh Ông Giáo Vlog nhé. Hôm nay tiếp tục Ông Giáo sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm một bài mới, đó là bài phép trừ có dạng là 39 trừ đi 15. Bài này thì hai tiết nhưng mà mình nói nhanh nhanh thôi. Bài này là bài bo toán bo boy của sách Cánh Diều mình tự soạn nhé. Bạn nào cần thì có thể để lại comment là mình sẽ gửi cho. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phần bài học. Và bài toán hôm nay là phép trừ dạng 39 trừ đi 15. Thì chúng ta có một phép toán là 39 trừ đi 15. Chúng ta quan sát lên cái tranh này á, thì bạn nhỏ bạn ấy đang còn suy nghĩ là 39 trừ đi 15 thì bằng bao nhiêu. Là bạn lấy các cái đồ dùng học tập ra thì có bạn lấy những cái thanh này, mỗi thanh này là một chục đúng không? Chúng ta học rồi. Thì ba thanh là ba chục và 9 đơn vị lẻ đây là 39, bán bớt đi một thanh là một chục và 5 đơn vị, tức là 39 trừ đi 15 đúng không? Nhưng mà trong bài hôm nay thì mỗi lần chúng ta mà tính như thế thì cứ lấy hình hộp lập phương ra để tính như thế thì nó quá lâu đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cách tính như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào bài toán hôm nay. Đó là phép trừ dạng 39 trừ đi 15 đúng không? 39 trừ đi 15. Rồi, lúc đầu thì chúng ta có ba cột như thế này đúng không? Ba cột như thế này là mỗi cột là mỗi mỗi hình hộp lập phương, mỗi mỗi thanh như thế này là có 10 hình hộp lập phương đúng không? Ba thanh thì là ba chục và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đúng không? Vậy thì 39 trừ đi 15 bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy đồ dùng học tập ra mà chúng ta thường bớt là bớt đi 39 thì chúng ta bớt đi 15 đúng không? Đây là phép trừ mà đúng không? Thì bớt 1 2 3 4 5 và bớt đi một chục đúng không? Vậy thì đây là 39 trừ đi 15 thì còn lại là 20 24. Nhưng mà không thể phép tính nào chúng ta cũng lấy những cái thanh này ra để mà bớt đúng không? Như thế thì chúng ta quá lâu. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào đây, chúng ta sẽ có cái bảng minh họa là hàng chục và hàng đơn vị sẽ như thế nào đúng không? Chúng ta sẽ có bảng minh họa này đúng không? Là hàng chục và hàng đơn vị. Ở đây là 39 đúng không? Thì có ba chục và 9 đơn vị. Đây là ba chục, 9 đơn vị. Bớt đi thì chúng ta dùng phép trừ, trừ đi đúng không? Trừ, dấu trừ đằng trước. Rồi, trừ đi 15 là gồm có một chục và 5 đơn vị này. Đây là một chục và 1 2 3 4 5 5 đơn vị đúng không? Một chục và 5 đơn vị. Chúng ta thấy này. Ở đây là bên ngoài đây là có 9 hình hộp lập phương đúng không? 9 chưa đến 10, 10 mới là một chục đúng không? Vậy thì 9 đơn vị này chúng ta bớt đi 1 2 3 4 5. Đây chúng ta lấy 9. Tương tự như phép cộng chúng ta lấy hàng cột đơn vị trừ cho cột đơn vị, tức là lấy 9 trừ đi 5. 9 trừ đi 5 sẽ còn lại 1 2 3 4 đúng không? Rồi, 4. Ở đây hay ở đây ba chục đúng không? Ba chục chúng ta bớt đi một chục. Ba chục bớt đi một chục là còn hai chục đúng không? Như vậy 39 trừ đi 15 sẽ còn 24, tức là 30 9 đơn vị trừ đi một chục 5 đơn vị sẽ còn là 20 và 4 đơn vị đúng không? Từ cái bảng hình các cái thanh này chúng ta đã phân tích thành chục và đơn vị. Rồi, từ cái bảng chục và đơn vị này chúng ta có thể dễ dàng viết phép tính theo cột dọc như thế này đúng không? Ở đây là 39 39 39, chúng ta viết số 39 đúng không? Từ cái hàng từ cái cột minh họa của từ cái cột minh họa của chục và đơn vị chúng ta viết cho phép tính dễ dàng, viết phép tính như thế này nhé. 39 rồi trừ dấu trừ đằng trước, trừ đi 15. Rồi chúng ta trừ đi 15 đúng không? Xong đó là đường kẻ ngang, nhớ là phải có đường kẻ ngang bên dưới này nhé, không có đường kẻ ngang là không được đấy nhé. Đường kẻ ngang này thay cho dấu bằng. Vậy thì ở bên đây chúng ta thấy này, hàng đơn vị đây là cột đơn vị đúng không? Tức là 9 trừ đi 5 đúng không? Bằng 4. Qua đây chúng ta thấy là lúc trừ thì chúng ta trừ cột đơn vị cho cột đơn vị, tức là trừ cột đơn vị trước, sau đó mới đến cột chục đúng không? Ở đây 9 đơn vị trừ đi 5 đơn vị thì còn 4 đơn vị đúng không? 9 trừ 5 bằng 4, viết 4 đúng không? Chúng ta viết 4 thẳng hàng với số 9 và số 5. Qua đây chúng ta sẽ biết được là trừ, chúng ta cũng trừ từ phải qua trái, tức là trừ từ cột đơn vị cho cột đơn vị nhá. À, cột đơn vị đây là cột đơn vị.
9 trừ 5 bằng 4, viết 4 thẳng hàng với 9 và 5. Rồi đúng không? 3 trừ đi 1 bằng 2, viết 2. 3 ở đây là hàng chục, cột chục, chúng ta trừ cho cột chục. 3 trừ đi 1 bằng 2, viết 2. Viết 2 thẳng hàng với 1 và 3. Đúng không? Như vậy 39 trừ đi 15 sẽ bằng 24. Từ đây chúng ta có thể làm những phép tính khác. Ví dụ như số có 2 chữ số trừ cho số có 2 chữ số không nhớ, như 39 trừ đi 15. Chúng ta dễ dàng đặt phép tính như thế này để trừ, đúng không? Không cần phải lấy các thanh hình hộp lập phương ra đếm rồi bớt nữa, đúng không? Như thế thì quá lâu. Từ cái thanh lập phương này chúng ta sẽ có bảng chục và đơn vị. Từ bảng chục và bảng đơn vị chúng ta dễ dàng viết phép tính được như thế này: 39 trừ đi 15 sẽ bằng 24. Như vậy ngoài phép tính 39 trừ đi 15, đúng không? Đây là số có 2 chữ số trừ cho số có 2 chữ số không có nhớ. Vậy thì chúng ta sẽ trừ từ cột đơn vị cho cột đơn vị là cột đằng sau, từ phải qua trái, cột đơn vị trừ cột đơn vị, viết kết quả thẳng hàng với nhau. Viết kết quả thẳng với cột đơn vị, hàng chục trừ cho hàng chục, cột chục trừ cho cột chục và viết kết quả thẳng với cột chục, đúng không? Ngoài phép tính này ra chúng ta dễ dàng trừ những phép tính khác, ví dụ như 39 trừ đi 29 chẳng hạn, đúng không? Chúng ta cũng đặt phép tính như dấu trừ, không cần phải lấy những cái thanh công cụ này ra, những cái thanh trong đồ dùng ra để tính nữa, đúng không? Vậy thì để chúng ta khắc sâu và ghi nhớ hơn thì chúng ta sẽ đến với bài tập 1 này. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta là tính. Này, chú voi chú nhắc chúng ta là nhớ viết kết quả thẳng cột. Tức là ở đây chúng ta phải trừ nhưng viết kết quả thẳng cột. Ở đây người ta đã đặt tính cho mình rồi, đúng không? Mình chỉ cần tính thôi. Mình chỉ cần tính cột đơn vị cho cột đơn vị, cột chục cho cột chục. Từ 27 trừ đi 14 này, 54 trừ cho 13 này, 39 trừ cho 12, 65 trừ cho 61. Rồi, thầy sẽ làm hai phép tính đầu tiên nhé, còn hai phép tính còn lại chúng ta tự làm nhé. 27 trừ đi 14, chúng ta thấy là người ta đã đặt thẳng hàng rồi đúng không? Cột chục với cột chục rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là trừ thôi. Trừ từ phải qua trái cột đơn vị cho cột đơn vị, cột chục cho cột chục, đúng không? Chúng ta trừ này, 7 trừ đi 4 sẽ bằng 3, đúng không? 2 trừ đi 1 sẽ bằng 1, đúng không? Vậy thì 27 trừ đi 14 sẽ bằng 13. Qua đây chúng ta cũng thấy là số 7 thẳng hàng với số 4, đúng không? Và số 3, số 3 là kết quả, đúng không? Đây là cột đơn vị, đúng không? Đằng trước là cột chục. Rồi, bây giờ thầy sẽ làm tiếp một phép tính nữa này. 4 trừ đi 3, tức là chúng ta trừ từ phải qua trái cột đơn vị trừ trước này. Đây, cột đơn vị trừ cho cột đơn vị, 4 trừ 3 sẽ bằng 1. 5 trừ 1 sẽ bằng 4. Tức là 54 trừ đi 13 sẽ bằng 41. Hai cột còn lại chúng ta tự làm. Tự làm xong đó là so sánh kết quả nha. Mình phải tự làm, mình phải nhớ được nhé. Rồi, bây giờ chúng ta so sánh kết quả này. Làm xong là so sánh kết quả nha. 39 trừ đi 12 sẽ bằng 27, đúng không? 9 trừ 2 bằng 7, 3 trừ 1 bằng 2, đúng không? Vậy thì 39 trừ đi 12 sẽ bằng 27. Rồi, bài tiếp theo này, 65 trừ đi 61 sẽ bằng 4, đúng không? Qua đây chúng ta thấy này, 5 trừ đi 1 sẽ bằng 4. Đây, đây là trừ, chúng ta trừ từ cột đơn vị cho cột đơn vị nhé. Cột chục 6 từ 6 bằng 0, không viết cho 0 đằng trước được, cũng được nhé. Rồi, 65 trừ đi 61 nữa. Rồi, qua bài này ấy, thì chúng ta thấy là người ta đã đặt tính cho mình rồi, đúng không? Đặt tính cho mình rồi, mình việc của mình là mình sẽ trừ từ phải qua trái, trừ cột đơn vị cho cột đơn vị. Nhưng mà đến bài tập 2 là đặt tính rồi tính, đúng không? Bài này yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính, tức là chúng ta phải đặt thẳng cột với nhau, đúng không? Cột đơn vị phải thẳng cột đơn vị, cột chục phải thẳng cột chục, đúng không? Đây là phép tính theo hàng ngang, đúng không? Bây giờ yêu cầu chúng ta là phải đặt tính, tức là phải đặt theo cột dọc như thế này, đúng không? Cột dọc như thế này, đúng không? Rồi, đây là 42 trừ đi 31, 35 trừ đi 23, 87 trừ đi 26, 59 trừ đi 49. Thầy sẽ làm mẫu cho chúng ta hai bài ở đây, còn hai bài cuối cùng này chúng ta tự làm cho quen. 42 trừ đi 31 thì chúng ta phải viết số 42 trước, đúng không? 42, đúng không? 42. Viết số 42. Đây là cũng có giống kẻ như trong vợ luôn nhé. Chúng ta có thể nhìn này.
dấu trừ chúng ta lệch đằng trước một xíu. Biên giới số 31. Đây, thấy không? Số 1 thẳng hàng với số 2. Số 3 thẳng hàng với số 4, dấu trừ ở giữa nhá. Và đường kẻ ngang yêu cầu là phải có đường kẻ ngang nhá. Đường kẻ ngang biên giới này thay cho dấu bằng. Việc của chúng ta bây giờ là trừ bình thường như lúc nãy thôi, đúng không? Cột đơn vị trừ cho cột đơn vị này, đúng không? Hàng đơn vị đây. Hàng chục đây, đúng không? Đây là chúng ta trừ từ phải qua trái này, tức là cột đơn vị phải thẳng cột đơn vị này, trừ này, trừ 2 trừ đi 1 bằng bao nhiêu với bên dưới đây, 4 trừ đi 3 bằng bao nhiêu với bên dưới đây, đúng không? Tức là chúng ta trừ từ phải qua trái cột đơn vị trừ cho cột đơn vị, đúng không? 2 trừ đi 1 sẽ bằng 1. Đấy, số 1 thẳng hàng với số 2 và số 1 nha. Đây là cột đơn vị này. 4 trừ đi 3 sẽ bằng 1, được chưa? Đây, thầy vừa đặt tính cho chúng ta phép tính đầu tiên, đúng không? Bây giờ phép tính thứ hai này, chúng ta cũng đặt tương tự như thế. Đây là những cái dòng kẻ trong vở rồi. 35 chúng ta viết số 35. Dấu trừ chúng ta viết như thế này. Trừ cho 2, 3. Đây, số 2 và số 3 thẳng hàng số 5, tức là cột đơn vị. Đây là cột trục, đúng không? Thẳng hàng. Và đường kẻ ngang thay cho dấu bằng, nhớ phải có đường kẻ ngang nhé. Bây giờ chúng ta trừ bình thường, cột trục trừ cho cột trục, 5 trừ đi 3 sẽ bằng 2, 3 trừ đi 2 sẽ bằng 1, đúng không? Lấy phép trừ này chúng ta trừ, chúng ta đã học rồi này nhé. Trừ này là chúng ta phải trừ được nhé, chứ còn bây giờ mà 5 trừ cho 3 không biết là không được đâu. Tức là 35 trừ cho 2, 3 sẽ bằng 10, 12. Rồi, hai phép tính còn lại chúng ta tự làm nhé. Hai phép tính còn lại chúng ta tự làm xong, đó là so sánh kết quả này. Bây giờ chúng ta có thể so sánh kết quả và đặt cách đặt tính nhé. Làm xong rồi chúng ta có thể nhìn lên đây đi xem đúng không nè, đúng không? 87 trừ cho 26. Đấy, chúng ta phải viết thẳng cột như thế này nhá. Đơn vị, cột đơn vị này. Và có đường kẻ ngang, đúng không? Rồi chúng ta sẽ lấy 7 trừ đi 6 và 8 trừ đi 2 nhá. Là bằng 61, 7 trừ 6 bằng 1, 8 trừ 2 bằng 6, đúng không? Bạn nào viết như thế này là đúng này. Rồi, phép tính cuối cùng, 59 trừ đi 49. Rồi, chúng ta cũng viết như thế này, số 9 thẳng hàng với số 9, số 4 thẳng hàng với số 5 và đường kẻ ngang, xong đó chúng ta trừ bình thường. 9 trừ 9 sẽ bằng 0, 5 trừ 1 sẽ bằng 5 trừ 4 sẽ bằng 1. Rồi. Bạn nào trình bày như thế này là đúng nhá. Thẳng hàng và viết như thế này là đúng nhá. Đây. Rồi, qua bài tập này thì chúng ta nâng thêm một bước nữa, đó là cách đặt tính. À, chúng ta phải viết thẳng cột đơn vị với cột đơn vị và trừ, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đến với bài tập 3. Đây. Bài tập 3, chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Ở đây thì có những cái ổ khóa chưa kết quả, đúng không? Bên dưới là những cái chìa khóa, những bên trên là những cái ổ khóa chưa phép tính, bên dưới là những cái chìa khóa chưa kết quả, đúng không? Việc của chúng ta là chọn xem nó đúng, chọn xem những cái phép, những cái chìa khóa này sẽ phù hợp với những cái ổ khóa nào, đúng không? Ví dụ như thầy sẽ làm mẫu một phép tính đầu tiên nhé. 23 trừ đi 11, đúng không? Bây giờ chúng ta không biết thì chúng ta đặt phép tính theo cột dọc nha. Ví dụ như 3, 2, 3 trước, xong trừ cho 11, số 1 thẳng hàng với số 3, số 2 thẳng hàng với số 1. Hoặc chúng ta có thể nhậm trừ như thế này. Nhậm này, nhậm này. 3 trừ đi 1, 3 trừ đi 1 sẽ bằng 2, đúng không? 3 trừ đi 1 sẽ bằng 2, 2 trừ đi 1 sẽ bằng 1, đúng không? Vậy thì 23 trừ đi 11, 23 trừ 11 sẽ bằng 10. 12. Vậy thì chúng ta sẽ nối qua đây, đúng không? Nối qua đây, nối qua đây như thế này, đúng không? Vậy thì 23 trừ đi 11 sẽ bằng 12. 23 trừ 11 sẽ bằng 12. Chúng ta nối qua cái chìa khóa này nhá. Đây. Đây là kết quả. Thầy nói lại một lần nữa này. Bạn nào không biết thì chúng ta phải đặt tính theo cột dọc nhá. Tức là viết số 23 trừ đi số 11. Không thì chúng ta nhậm này. 3 trừ đi 1 sẽ bằng 2. 2 trừ đi 1 sẽ bằng 1, tức là 23 trừ 11 sẽ bằng 12. Việc của chúng ta là nối, tính xong là chúng ta phải nối, đúng không? Rồi, thầy sẽ làm lại một phép tính nữa này. Còn hai ổ khóa này chúng ta tự làm nhé. 4 trừ đi 1 sẽ bằng nhậm này, nhậm 4 trừ đi 1. Đây là cột đơn vị, trừ cho cột đơn vị mà. 4 trừ 1 sẽ bằng 3. 6 trừ 2 sẽ bằng 4, tức là 64 trừ đi 21 sẽ bằng 43. À, 43 ở đây, đúng không? 43 là ở đây rồi, chúng ta phải nối xuống đây, nhớ chưa?
Đấy, rồi. Việc của chúng ta là bây giờ làm hai phép tính còn lại nhá. Hai phép tính còn lại xem nhá. Tự làm xong đó là so sánh kết quả này. Làm xong chúng ta có thể so sánh kết quả như sau nha. Bạn nào làm như thế này là đúng này. Đấy, 55 trừ đi 23 sẽ bằng 32 đây. 44 trừ đi 33 sẽ bằng 11 nối vào đây. Bạn nào làm như thế này là đúng nha. Chúng ta có thể xem lại. Rồi, bây giờ chúng ta đến bài tập 4. Tủ sách lớp 1A có 68 quyển sách. Cô giáo đã cho mượn 15 quyển. Hỏi tủ sách lớp 1A còn lại bao nhiêu quyển sách? Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa là tất cả nó có bao nhiêu đây? Tủ sách lớp 1A là có 68 quyển đúng không? Quyển sách. Cô giáo đã cho mượn, tức là cho mượn ấy, cho đi ấy, lấy đi ấy, bớt đi ấy, bớt đi 15 quyển đúng không? Mà nhớ là bớt đi là chúng ta phải dùng phép tính gì này nha. Cho đi là chúng ta dùng phép tính gì nha. Rồi bây giờ chúng ta có 68 quyển sách đúng không? Hỏi cô giáo đã cho mượn 15 quyển, tức là cho đi, bớt đi đúng không? Lấy đi thì chúng ta dùng phép tính gì? Bớt đi, cho đi, lấy đi ha, là chúng ta dùng phép tính trừ, tức là 68 trừ trừ đi bao nhiêu đây? Lấy đi là 15 quyển đúng không? Cho đi tức là lấy đi ấy, bớt đi ấy, bớt đi 15 quyển, tức là chúng ta phải dùng phép tính trừ. Trừ cho bao nhiêu? Trừ cho 10. 15 đúng không? Rồi bây giờ đến đây chúng ta cũng có thể là nhập hàng cột, hàng đơn vị với hàng đơn vị, hàng chục với hàng chục. Hoặc không biết thì chúng ta đặt phép tính theo cột dọc như ở bài tập 2 ha. Chúng ta có đặt 68 trừ đi 15 đúng không? Hoặc chúng ta biết rồi chúng ta có thể nhập này. 8 trừ đi 5 sẽ bằng 3. 6 trừ đi 1 sẽ bằng 4 đúng không? Vậy thì 68 trừ đi 15 sẽ bằng 40. 6 trừ đi 1 sẽ bằng 5 đúng không? 8 trừ đi 5 sẽ bằng 3. 8 trừ đi 5 sẽ bằng 3. 6 trừ đi 1 sẽ bằng 5 đúng không? Vậy thì bằng 40. Bằng 50. 53 đúng không? Nhớ này, lần sau mà bà cô mà những cái từ ngữ là cho đi, lấy đi, mượn đi nè, là chúng ta phải dùng phép tính trừ nha. Rồi bây giờ chúng ta có thể nói thành lời là tủ sách lớp 1A còn lại 53 quyển đúng không? Có tất cả 68 quyển sách, cô giáo cho mượn đi 15 quyển rồi, thì trong tủ sẽ còn lại là 53 quyển sách. Được chưa? Có bài này thì chúng ta đã diễn giải lời văn thành phép tính đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của ông giáo. Bạn nào thấy hay like, chia sẻ, ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Hẹn các bạn và các em những video sau. Bạn nào cần bài Mamboy này thì có thể để lại comment, mình sẽ gửi cho. Cảm ơn các bạn.